Ủa cái quạt nhỏ gì cũng làm hay. Ta đang quay ba. Ôi, như tình xăng vậy ha. Ê đừng anh khoai, em đang quay. Mày đứng mày bóp cua lại đi, đâu dám buông khỏi ra đâu. Lên cao gió. Lên cao nữa đường chú. Rồi lên cao nữa, mày thấy đường mày bay nha. Gió giống nãy là nó cuối đi qua nhà. Chưa được mấy trăm mét mà nó dày nè. Gió này lên này gió ngang nó lắc. Ôi đẹp ghê. Ủa má đã kệ rồi ơi. Chú mua cái con này rồi mua mấy cái motor rồi về rồi mối tự làm ha. Mối đừng tự cắt. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ờ tụ má ghê quá. Đừng có chơi. Chút bay lụm. Cầm mày lụm má bay. Cao hơn con kia tem kìa. Chứ mình nghĩ cao hơn. Ô mẹ gặp máy bay mình mua có 50, 60 quá mà đi tới đồng nghĩa. Đây gió ngược xuống đây gió xuôi nè. Gió xuôi đi ghê. Á trời. Rồi. Hết mặt đứng coi luôn. Rồi hết thấy đi quay luôn rồi. Đi hẳn lại chút nữa. Ủa, dạ sao không thấy đường bay em quá quay lộn được không ta? Cái bay này lộn chưa dừng. Lộn được mà chưa đủ trình. Chưa đủ trình đỡ ha. Cao một chút nữa kìa. Có thấy cánh đâu mà bay cao. Đâu có thấy cánh đâu, biết đầu đuôi đâu mà quẹo. Bay ra. Mới có một phút máy à. Tươi rồi mà đâu có thấy đầu cái đuôi đâu mà để quẹo. Sao không sơn mỏ hết rồi. Trời ơi không thấy được gì luôn á chứ phải ơi. Rồi đi lậu.